số nè, được 10 trên 10 nè, 100% nè. Đây chỉ là một phần trong bài tập về nhà của môn Advanced Business Communication thôi. Lâu lắm lại cho bạn béo lên sóng tóc. Mấy năm rồi chưa được cắt tóc. Nhà nghèo không có tiền cắt tóc. Bây giờ đi ăn rồi lại về học tiếp. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần nên là ở Sinchon rất đông vui nhộn nhịp. Hai em đi chơi đâu ấy? Vui không? Có cái gì ở đấy? Hai em được chơi không? Dạ. Có hoa đào. Ở Hồng Tê là có hoa đào. Cái gì lá vàng. Không có hoa đào đấy á. Em không đi ra chỗ công viên à? Chỗ công viên nhiều lắm. Cây đào thấy đúng cây ở trên đường. Chỗ công viên nhiều cực. Bây giờ đi ăn thịt nướng thôi anh. Đi thôi. Tuần sau nữa. Sau 3 tháng hôm nay mới bạn béo mới lại được ăn thịt bò. 3 tháng cho đi ăn một lần. Đỡ hơn trước làm gì, trước 1 năm 6 tháng rồi đi ăn một lần nữa. 1 năm rồi đi ăn lần chứ. Để lấy sức ôn thi và học. Tại mình đang ở Yeouido, đang trên đường đi đến một công ty truyền thông và giải trí, muốn làm việc với các YouTuber là người Việt Nam đang sống ở Hàn Quốc. Mình nghĩ là tại vì họ muốn phát triển hướng về thị trường Việt Nam ấy. Thì mình có nhận được email từ rất lâu rồi, nhưng mà do đang trong thời gian thi giữa kỳ nên là hôm nay mới sắp xếp được thời gian để đi gặp. Mình sẽ đến gặp và nói chuyện với họ xem là liệu có hợp tác được với nhau cái gì hay không. Sau đó thì để xem kết quả buổi họp hôm nay sẽ như thế nào nha. Đây đều là sinh viên trường Sô Cang.